Nợ hơn 64.000 tỷ đồng và các chủ nợ của Novaland là ai? Và Hiệp sẽ dự đoán những cái bước đi tiếp theo của Novaland. Và ở trong cái bài báo này, sau khi vừa đọc vừa phân tích các cái thông số trong bài báo, và Hiệp sẽ dự đoán những cái bước đi tiếp theo của Novaland. Và vì sao mà mình cần quan tâm đến Nova trong khoảng thời gian này? Bởi vì đây là một trong những cái tập đoàn về bất động sản lớn nhất. Nếu mà Nova có ví dụ sụp đổ đi, trường hợp này rất là hiếm có thể xảy ra, nhưng mà trong trường hợp xấu nhất mà Nova bị sụp đổ thì nó sẽ kéo theo hệ lụy rất là nhiều, về kể cả ngân hàng, kể cả các nhà đầu tư, kể cả các nhà thầu, nhà cung ứng vật liệu xây dựng, rất nhiều ngành nghề cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và chúng ta rất khó để nằm ngoài những cái đối tượng này, cho nên chúng ta quan tâm, chúng ta theo dõi. Ngoài việc có những cái thông tin nóng theo cái thị trường thì chúng ta có những cái chính sách, có những cái kế hoạch để làm sao chúng ta đưa ra những cái phán quyết ở trong khoảng thời gian sắp tới nó phù hợp. Và đặc biệt là thông tin là tiền anh chị. Và khi chúng ta biết cách tổng hợp thông tin thì chúng ta sẽ biết cách kiếm tiền dễ dàng hơn đi. Trước khi vào bài báo thì Hiệp chia sẻ, ví dụ như chúng ta nắm được cái sự vận hành hoặc là những cái thông tin sắp đưa ra thì chúng ta có thể đầu tư một cái mã chứng khoán nào đó. Thì khi mà thông tin nó trở thành hiện thực, một cái phán đoán của chúng ta nó đúng thì nó tăng giá lên, thì rõ ràng anh chị chỉ cần từ thông tin và chúng ta quyết định đầu tư đúng đắn, chúng ta sẽ mang lợi nhuận. Thì tất cả các ngành đầu tư đều như vậy anh chị, không riêng gì trong bất động sản. Và trong cái bài báo này Hiệp sẽ đọc và phân tích Nova sẽ gồm có những nhóm chủ nợ nào và trong đó thì họ sẽ có những cái cách ứng xử như thế nào. Bởi vì trong khoảng thời gian vừa rồi thì cả nước đang xoáy sâu vào cái việc là có nên hay không nên vực dậy thị trường bất động sản nè. Rồi vực dậy thì như thế nào, rồi các cái trái chủ đến kỳ hạn được thanh toán thì phải xử lý như thế nào, trong khi các công ty nó đang cạn kiệt nguồn tiền. Thì trong cái video này Hiệp sẽ phân tích về những cái lý do này cho anh chị theo dõi nha. Nợ hơn 64.000 tỷ đồng thì các chủ nợ Novaland là ai? Trong năm 2022 thì Novaland đi vay tổng cộng khoảng hơn 64.000 tỷ đồng, tăng khoảng 4.000 tỷ so với hồi đầu năm. Trong đó vay nợ ngắn hạn là 6.400 tỷ đồng lên 25.500 tỷ đồng, tổng tăng lên thành 25.500, và vay nợ dài hạn khoảng 2.400 tỷ đồng xuống còn hơn 39.000 tỷ đồng. Trong tổng số nợ của Novaland thì nợ ngân hàng là hơn 11.000 tỷ đồng, nợ phát hành trái phiếu là hơn 44.000 tỷ đồng. Tức là đi vay ngân hàng là một lần thì đi vay ở ngoài qua phát hành trái phiếu là gấp 4 lần anh chị, 11.000 và hơn 44.000. Và vay bên thứ ba, tức là vay cho là vay ngoài đi anh chị ha, là 10.000 tỷ đồng. Đối với các khoản vay ngân hàng, Novaland còn dư nợ 3.400 tỷ đồng vay ngắn hạn và hơn 7.600 tỷ là vay dài hạn. Tức là khi mà vay nợ thì nó sẽ có vay ngắn hạn và vay dài hạn. Cụ thể ngân hàng quân đội cho vay 3.001 tỷ nợ dài hạn và 150 tỷ nợ ngắn hạn. Ngân hàng Vietinbank dư nợ dài hạn là hơn 1.900 tỷ và ngắn hạn là 212 tỷ. Rồi ngân hàng hàng hải MSB có dư nợ dài hạn là 1.050 tỷ và dư nợ ngắn hạn là 500 tỷ. Tức là có rất là nhiều liệt kê, rất là nhiều ngân hàng, Vietcombank, VPBank, HSBC là rất là nhiều ngân hàng cho Novaland vay. Ngoài ra còn vay bên một cái quỹ ở Singapore là 1.900 tỷ đồng và Maybank International Labour Bank là 474 tỷ đồng. Nói chung là vay nợ ngoài khá là nhiều, bởi vì hơn 10.000 tỷ luôn anh chị ha. Thì trong báo cáo phân tích tài chính của ngân hàng Bản Việt sau buổi gặp gỡ đầu tư với Nova diễn ra ngày 10 tháng 2 vừa qua thì Nova đang làm việc với các đơn vị tư vấn tài chính để lên kế hoạch tái cấu trúc toàn diện, gồm đàm phán với các chủ nợ và các cái trái chủ để cơ cấu lại lịch trả nợ, tập trung phát triển các dự án trọng điểm và cân nhắc khả năng bán bớt tài sản. Theo thuyết minh trong báo cáo quý tư của Novaland, tháng 9 2022 Novaland đã hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ phần góp vốn tại Hạ tầng Sài Gòn, Khánh An, Carava Resort và tổng giá trị chuyển nhượng là 4.500 tỷ, thu lãi là 700 tỷ đồng chênh lệch giữa giá chuyển nhượng và giá trị ghi sổ. VCSC cũng nhận xét tính đến cuối năm 2022 tổng vay nợ của Nova là hơn 64.500 tỷ, giảm 10% so với quý 3
nhưng tăng 7% so với cùng kỳ. Rồi, đây là những cái con số cơ bản thì Hiệp không đọc kỹ hết và đọc những cái phần cơ bản thôi. Thì quy ra là Nova có 3 cái nhóm nợ. Thứ nhất là nợ ngân hàng, rất nhiều ngân hàng. Thứ hai là nợ các trái chủ, thứ ba là nợ ngoài. Và Nova đang tái cấu trúc toàn diện anh chị, tái cấu trúc toàn diện về mọi thứ luôn, kể cả các cái phần, các cái dự án cũng phải tái cấu trúc lại. Và ở trong này thì họ có đưa ra là đàm phán với các chủ nợ. Thì đối với các ngân hàng cũng là chủ nợ anh chị. Và thực ra người ta hay nói nếu bạn nợ 1 tỷ thì bạn sợ ngân hàng, còn bạn nợ 1.000 tỷ thì ngân hàng sợ bạn. Thì đúng rồi, ở trong trường hợp này thì đương nhiên ngân hàng không bao giờ muốn Nova sụp đổ anh chị. Bởi vì khi mà cho vay trên cái giá trị thẩm định hoặc là hình thành các cái tài sản hình thành trong tương lai, nếu Nova bị sụp, tức là khi mà đi thế là cái đồ nó ngon anh chị, còn sau này cái đồ thanh lý, mà thanh lý lúc nào giá nó cũng rất là thấp. Và cái quá trình đó rất là phức tạp, rất là khó. Và đương nhiên rồi, một cái dự án mà để bán lại nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều so với một cái nhà dân. Tóm lại có rất nhiều lý do khác nhau, chưa kể mối quan hệ mọi thứ anh chị, thì tất cả ngân hàng không bao giờ muốn Nova phải bị phá sản. Cho nên trong trường hợp này Hiệp nghĩ là Nova sẽ bằng mọi giá vừa kêu cứu, vừa đàm phán với các ngân hàng và vừa đưa ra một cái kế hoạch, một cái kịch bản nó rõ ràng, nó chính xác và nó sáng hơn để cho các ngân hàng có thể là khoanh nợ, giãn nợ và có thể cộng thêm phần cung cấp gói tín dụng mới. Và thông tin vừa rồi thì Hiệp biết được là Nova đang đi vay ngân hàng với một số cái khu ở Nova World Phan Thiết, thì Nova đang dự trù là vay khoảng 1.600 tỷ đồng. Tức là ngoài cái việc là nợ cũ thì chúng ta đang có cái kế hoạch xử lý rồi, thì Nova đang có kế hoạch là đi vay thêm để tái cấu trúc, lấy dòng tiền bơm vào trong dự án của mình để hoạt động. Đó là điều thứ nhất. Thì chắc chắn Nova sẽ phải nhờ cái sự can thiệp từ nhiều phía, và chính bản thân nội lực của Nova cũng sẽ phải có những cái bản kế hoạch hoàn chỉnh để khoanh nợ, giãn nợ và vay thêm để bơm tiền vào trong hoạt động kinh doanh sản xuất của mình và thực hiện các dự án. Và phần thứ hai về các cái trái chủ, thì những cái ngày vừa qua mọi người đang rất là băn khoăn để phải xử lý các cái khoản trả cho các trái chủ này như thế nào, bởi vì sắp tới phải còn một lượng tiền rất là lớn để trả các trái chủ. Nhưng cơ bản nhất là các cái tập đoàn, đặc biệt các tập đoàn bất động sản không còn tiền để trả thì họ phải xử lý như thế nào. Thì có rất là nhiều cái hướng xử lý, và một trong những cái hướng xử lý mà mọi người đang được hướng đến nhiều nhất đó là chuyển đổi anh chị, chuyển đổi các trái phiếu này là thành coi như là, ví dụ là mua trái phiếu của Nova đi, thì bây giờ Nova bán nhà cho mình, bán cái bất động sản cho mình để cấn nợ. Nhưng mà cái quan trọng là cái bất động sản này sẽ định giá như thế nào, và cái cách xử lý đối với từng trái chủ nó khác nhau, vì hàng ngàn trái chủ và mỗi người có một cái mong muốn khác nhau anh chị, nó không có ai giống ai hết trơn á. Và có người mua nhiều, có người mua ít, thì bây giờ phải xử lý như thế nào, đây là một cái vấn đề rất là đau đầu. Và cái cốt lõi vấn đề là phải giải quyết được cái việc hoán đổi này, nó phải mang giá trị lại cho cả hai bên, tức là cái người mà mua trái phiếu họ vẫn phải được lợi từ cái việc hoán đổi này, mà Nova hoặc các tập đoàn bất động sản khác cũng phải được lợi từ cái việc là hoán đổi cái tài sản. Có thể là họ phải định giá thấp hơn một xíu để cho cái người mua họ có lợi hơn, hoặc là họ phải thuyết phục làm sao mà nhiều người mua một bất động sản, hoặc là thuyết phục là ví dụ cái bất động sản của tôi đang trị giá là 4 tỷ và tôi đang xây dựng sắp hoàn thành rồi, năm 2025 nó sẽ hoàn thành, tôi bàn giao, thì bây giờ anh đang mua của tôi là 1 tỷ tiền trái phiếu, thì coi như chuyển qua cái tiền đó là tiền mua nhà, và phần còn lại anh sẽ thanh toán theo tiến độ, thì tôi sẽ chiết khấu bao nhiêu phần trăm cho anh. Thì có rất là nhiều phương án được đặt ra, nhưng đến thời điểm này tất cả những phương án đó đang là cái phương án mới đề xuất chứ chưa có được triển khai. Nếu khi nào mà có thông tin triển khai và Hiệp sẽ phân tích và chia sẻ thông tin này đến cho các anh chị nha. Thì tiếp theo là phần xử lý với các trái chủ thì đang có rất là nhiều hướng khác nhau, nhưng mà ra mà nói á, thì các trái chủ càng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bao nhiêu thì có cơ hội nhận lại tiền của mình bấy nhiêu. Chứ bây giờ mình làm khó doanh nghiệp thì cũng sẽ rất là khó, bởi vì doanh nghiệp bản thân nó đã khó rồi mà bây giờ mình làm khó nữa thì rõ ràng nó quá khó thì tiền đâu nó trả cho mình, thì cuối cùng nó chết thì mình cũng chết theo. Cho nên là kể cả các cái định hướng về pháp luật, có rất là nhiều người nói định hướng về pháp luật là cũng không nên xử lý hình sự một số cái trường hợp bởi vì họ bị đứt gãy dòng tiền như thế này. Cho nên là cho cái cơ hội để họ tái cơ cấu, vẫn cho điều kiện anh chị, vẫn cho điều kiện về phát hành trái phiếu tiếp tục để họ huy động được dòng tiền và sau đó họ có thể là tiến hành trả các cái khoản nợ cũ. Nhưng mà lần này chắc chắn là kịch bản nó sẽ phải khác anh chị, kịch bản và mọi thứ nó sẽ phải rõ ràng, minh bạch và được kiểm soát kỹ hơn. Cho nên là Hiệp nghĩ trong khoảng thời gian này là các doanh nghiệp phải chạy đua nè,
phải hết sức nỗ lực làm sao mà công khai, minh bạch và tử tế nhất có thể để lấy lại niềm tin của các cái khách hàng. Đó là cái phần tiếp theo đối với các trái chủ. Còn cái phần mà đối với các cái khoản nợ nước ngoài, anh chị, theo Hiệp đánh giá là đây là một cái phần nó cũng tương đối là khó, nhưng tùy thuộc vào cái tài sản đảm bảo, tùy thuộc vào cái cơ cấu hợp đồng của Nova đối với các cái doanh nghiệp nước ngoài và các khoản cho vay nước ngoài, thì cái này có vẻ là một cái phần nó khá là riêng tư của Nova, cho xin phép cho Hiệp bỏ qua cái phần này. Còn cái phần về cơ cấu về các cái dự án thì chắc chắn là không riêng gì Nova đâu anh chị. Các cái tập đoàn lớn mà đang bị khan hiếm cái dòng tiền anh chị, máu nó đang bị cạn kiệt á, thì chắc chắn là họ phải gom lại, họ hoàn thành từng dự án một chứ không dàn trải như ngày xưa nữa, bởi vì đâu có tiền đâu mà dàn trải. Cái thứ hai nữa là trong quá trình gom lại thì họ sẽ kêu gọi các cấp chính quyền làm sao hỗ trợ nè, và đặc biệt hỗ trợ về phần pháp lý. Và có lẽ Hiệp sẽ làm thêm một cái video khác về cái phần pháp lý để lý giải là những cái yếu tố cơ bản nào khiến cho thị trường bất động sản nó lao dốc trầm trọng như vậy, và nếu tháo dỡ thì mình gỡ khó ở những cái khâu nào, và nếu những cái khâu đó gỡ khó thì thị trường nó có phục hồi hay không, và cái khả năng phục hồi nó như thế nào, thì Hiệp sẽ phân tích trong một cái video khác, anh chị có thể theo dõi ở video tiếp theo của Hiệp. Thì quay lại câu chuyện là Nova sẽ phải tập trung làm những cái dự án trọng điểm, bởi vì nếu không có những cái dự án trọng điểm là đi vào vận hành và bàn giao và nói chung nó biến thành hiện thực thì Nova không bao giờ lấy lại niềm tin các nhà đầu tư được. Mà khi không có niềm tin của các nhà đầu tư, họ quay lưng đi hết rồi thì bán cho ai? Và lúc đó còn tệ hại hơn nữa. Cho nên là bằng mọi giá có bán tống, bán tháo hoặc là dừng các dự án khác, hoặc bằng kiểu nào kiểu thì các dự án đang dở dang, các dự án đã bán rồi cho các nhà đầu tư buộc phải hoàn thành, buộc phải hoàn thành anh chị. Trường hợp mà xấu nhất có thể xảy ra thì Hiệp nghĩ là những cái công ty, những cái doanh nghiệp ở nước ngoài, những cái tập đoàn lớn nước ngoài đã thủ sẵn tiền rồi, canh rồi anh chị. Nếu mà Nova có sơ sẩy một cái là họ sẽ nhảy vào, họ mua lại dự án ngay lập tức. Bởi vì ví dụ Nova World Phan Thiết đi, thì cái khả năng hoàn thành của nó đã được 80% rồi anh chị, chỉ còn 20% nữa thôi là đi vào vận hành ngon lành rồi, có thể hoạt động được rồi. Vậy thì cơm nấu gần chín rồi, và bây giờ anh không đủ năng lực nữa thì sẵn sàng có một anh khác vào nấu tiếp cái phần còn lại. Và 80% đã đưa vào rồi, nhưng mà khi mà bán giá thanh lý người ta nuốt anh chị, giá rất là rẻ, và sau đó họ vẫn tiếp tục họ vận hành thì rất là lợi. Và Hiệp tin chắc là trong trường hợp xấu nhất xảy ra thì chắc chắn sẽ có một cái ông lớn nào đó ở nước ngoài đang nhăm nhe rồi, ông xảy chân một phát thôi là tôi nhảy vào, tôi nuốt dự án của anh liền và tôi triển khai tiếp tục. Và đây là một cái khoản lợi rất là tốt, bởi vì đi tìm một cái vị trí, lên quy hoạch, xin dự án và triển khai, những cái bước đầu tiên là những bước khó khăn nhất. Còn bây giờ chỉ có tiền thôi, chỉ còn lo tiền thôi, chứ còn trước đây lo hàng chục thứ thì bây giờ chỉ còn lo một thứ là tiền để đi vào vận hành. Thì Hiệp nghĩ cái thứ này cũng sẽ được giải quyết trong khoảng thời gian sắp tới mà thôi. Thì đây là những cái phân tích mang cái khía cạnh cá nhân, cũng không phải là đưa Nova lên truyền thông cho Nova, cho mọi người quay lại mua Nova. Không phải anh chị, đây là một cái thông tin dựa trên một cái bài báo của Cà Phê F, và Hiệp thấy cái thông tin này có thể phân tích đem lại một cái góc nhìn, đem lại thêm những cái thông tin tích cực cho các cái nhà đầu tư, để anh chị có thể theo dõi, có thể quan tâm. Và đặc biệt những anh chị mua Nova thì có thể có những cái thông tin nào đó nó hay hơn, nó tích cực hơn, hoặc là chưa được đề cập ở trong bài viết, anh chị có thể để lại ở trong phần bình luận để mọi người có thể tiếp nhận được nhiều hơn nhé. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem. Chúc anh chị có suất đầu tư hiệu quả và thành công trong năm 2023 đầy sóng gió này nha. Bye bye anh chị, hẹn gặp lại video tiếp theo nha.